thưa quý hạ là thời khắc báo hiệu một mùa của trường lại về. Vâng, một thời khắc đáng nhớ trong lòng của những em học sinh và thầy cô giáo. Tiếng chống trường phường giá vang lên báo hiệu một năm năm học mới bắt đầu. Mùa thu sang với bao ánh mắt hiền hòa của quý thầy cô chào đón các em học sinh thân yêu vào lớp. Kính thưa quý vị đại biểu, kính thưa quý thầy cô, cùng toàn thể các em học sinh yêu quý, hòa trong không khí của những ngày lịch sử đầy phấn khởi và tự hào, cả nước hân hoan chào đón trong kỷ niệm 75 năm cách mạng tháng 8 và quốc khánh 2/9 cùng với học sinh và các trường trong cả nước thực hiện quyết định của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh về kế hoạch thời gian học tập năm học 2020-2021 của giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh được sự nhất trí của các cấp lãnh đạo và chính quyền địa phương. Cô và trò trường mầm non Chim Sơn Ca long trọng tổ chức lễ khai giảng năm học mới, năm học 2020, năm học 2021. Đó chính là lý do của buổi lễ ngày hôm nay. Để không khí ngày khai giảng bên từng và trở thành một ngày hội toàn dân đưa trẻ đến trường. Sau đây, kính mời quý đại biểu, quý khách, thầy cô và thể các em học sinh trong trường thưởng thức chương trình văn nghệ chào mừng năm học mới của cô trò trường mầm non Chim Sơn Ca. Trường mầm non Chim Sơn Ca thật dễ mến và thân thương. Trường là trường của em yêu em thương. Nơi đây là tổ ấm của tuổi thơ chúng em và để mở đầu cho chương trình văn nghệ, cô và trò lớp 5 tuổi sẽ gửi đến chúng ta bài múa trường mầm non Chim Sơn Ca. Xin một tràng pháo tay. Hôm nay các con có thấy nhiều hoa không? Đúng rồi, hôm nay các bạn có thấy nhiều bóng bay không? Đúng rồi,
Hôm nào? Hôm nay là ngày hội đến trường đấy. Hôm nay là một dấu ấn quan trọng để cho chúng mình biết được rằng là đây là một ngày mà chúng mình bắt đầu tổ chức tới lớp. Chúng mình sẽ là những người coi ngoan và những người trò giỏi. Con ngoan của bố mẹ và trò giỏi của mình nhé. Xin thay mặt cho toàn thể giáo viên trong trường xin gửi lời cảm ơn đến quý vị đã tin tưởng chúng tôi, gửi gắm con em để chúng tôi có cơ hội là một người mẹ thứ hai để yêu thương, chăm sóc và dạy dỗ con trong năm học mới. Toàn thể giáo viên chúng tôi xin hứa sang năm mới, năm học tới này chúng tôi sẽ dốc hết lòng và sức để hoàn thành nhiệm vụ năm học một cách tốt nhất bằng chính trái tim và tình yêu thương của một người mẹ. Một lần nữa xin kính chào và chúc cho buổi lễ ngày hôm nay được thành công. Thay mặt các cô và các trường tập thể và các trường con xin chân thành xin chào. Và để tiếp theo chương trình sẽ là một tiết mục rất là sôi động của các bé 2 tuổi. Đó là bài Baby Shark. Cô xin mời chúng ta mặc lên biểu diễn nào. Daddy shark, daddy shark. Grandma shark, grandma shark, grandma shark, grandma shark. Grandpa shark, grandpa shark, grandpa shark, grandpa shark. Dây váy ạ.
con cứ nhìn vào. Lâu cảm ơn cảm ơn. Chỉ có yêu người của em, sẽ chúa chỉ có mong.
tên yêu quái chứ. Thank you.
một ngày nào chúng mình có được sự hưởng thức không? Chúng mình có được sự hưởng thức không nha? Bây giờ sẽ là mày xin đi ngủ giờ lớp 5 tuổi của cô Du trình bày nha. Oh,
Grandpa Shark. Let's go.
go hunting, doo-doo-doo-doo-doo. Let's go hunting, doo-doo-doo-doo-doo. Let's go hunting. Nói thoải mái đi, không lấy yêu, không lấy tiếng của mình đâu. An ơi, múa đi, công múa đây công, Tùng Lâm múa đi. Vỗ tay đi, vỗ tay đi, vỗ tay đi, vỗ tay đi. Daddy shark, daddy shark, daddy shark, daddy shark, daddy shark.